cảm nhận được nó không? Hay chỉ đơn giản là nhận lỗi cho nhanh? Anh không cần, bởi vì nếu em thực sự tâm lý thì giờ anh chẳng phải để ý những câu nói chẳng triết lý mà toàn lời nhận lỗi thật vô lý. Nếu mắt em dùng phung phí thôi em ơi đừng có dễ làm gì. Anh từng chiều em hết ý, nói thẳng anh không nhân chi yêu một tên lừa đảo thì được cái chi? Cuộc tình mình từng là một sự đã tu với nhiều người khác mà giờ ta quay hai hướng, còn giờ nàng thực sự làm chàng đau thương quá nhiều vì lừa dối. Bao thương đau vẫn còn nhưng mang đi yêu thương mất rồi. Mấy khi tốt đẹp như ta vẫn hằng nghĩ, đừng vội đoán gì vì đâu biết trước được điều chi. Chỉ mong yêu anh làm ơn hãy hiểu anh, thường chung bức tranh giúp lên hay thế mà tan tành. Đừng như kéo chi thế nào anh cũng không đồng ý, ngoảnh mắt bước đi vì anh không thích nhìn nàng quỳ. Đường ai nấy đi đừng quan tâm làm chi, chẳng hương vấn gì Phật duyên như thế thì vẫn đi.